hơn là các cái chiến thuật ở các cái giải đấu. Đây là chào mừng các bạn đến với cái trận đấu của KACM và mấy kid 5 tuổi đánh KACM còn có 1/3 máu thôi. Đang chạy, đang miễn dịch và chạy. Một minh giáo và một bộ dung. Tokuda đã tiếp cận, ám sát, dồn hết sát thương. Khi mà hết combo là Tokuda chạy kia. Nè, chuẩn bị hút lại đánh tiếp. Bạn vô hiệu hóa skill khóa, bạn miễn dịch, bạn chạy nè. Em đang rất là kịch liệt và văn hóa còn 1/3 máu thôi. Tỉnh hơn mấy kid 5 tuổi rồi, bật nộ hỏa lên, chém. Vâng, bây giờ thì rõ ràng là chúng ta vẫn thấy bé kid 5 tuổi đang bất lợi hơn đôi chút. Tiếp, nhưng mà hiện tại là đang bị mù rồi, quay lại. Thiên ngoại thì thiên rồi, nhưng mà không dính. Các hai bên đều cùng mất máu, đều xả sát thương vào nhau. Tóc sát thương 19-1 chịu không nổi thôi. Quá mỏng manh và yếu đuối. 19-1 đã tiếp tục xả sát thương vào bé kid, nhưng mà miễn dịch thứ mình có vào mặt và 9-1 một cách là tôi vô địch. Thì hy vọng là cho dù là quen là quen, nhưng mà vô thì theo như lượng máu hiển thị ở trên màn hình thì Phật Tổ sẽ là người đi tiếp ha. Thì đã tiếp cận chọc đánh rất là đau. Xã Thái Thương đang đối đầu nhau, đang đánh nhau rất là đau. Hãy cùng chờ xem một cái kết này, ai sẽ là người đi tiếp đây. Chọc đang chắn máu rồi, bay lắc luôn, nửa cây máu rồi. Còn có một chút xem có đủ kỹ năng hồi phục hay không, đã mất máu rồi. Bay lắc đang bị dịch và chạy, có hiệu kịp hay không? Là nhẹ nhàng, Kim Ngu cũng bay lên xã Thái Thương, dồn hết tất cả sát thương của mình vào Thiên, mà Thiên chỉ còn một chấm máu thôi. Trận đấu rất là mong chờ và nhây nãy giờ của Phật Tổ và Kim Thánh Nữ. Thái cận chiến thì chỉ có lao đầu vào nhau mà đập mà thôi các bạn à. Dồn hết tất cả những chiêu đang có để dồn đa vào Phật Tổ, nhưng mà không mất bao nhiêu máu cả. Trước đánh rất là đau nha, Phật Tổ đánh Kim Bu hơi bị đau luôn mà Kim Bu trả sát thương. Kim Bu còn có một chút xíu máu thôi, có đủ sát thương không anh ơi? Chạy vòng vòng, Phật Tổ dí theo. Đổi ngược lại thì Kim Bu lại mất gần hết máu rồi, chỉ còn một trăm. Tân Thiên Long Mobile VNG, trực tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.